Hôm nay nếu phải rời bỏ thế gian này, người ta xin tôi lời cuối cùng, lời nói lên lý tưởng của chúng ta, thì tôi sẽ nói chắc chắn sẽ được hiểu đúng nghĩa. Anh chị em hãy nên một gia đình. Trong anh em có những người đau khổ vì những thử thách tinh thần và luân lý sao? Anh chị em hãy hiểu họ giống như và còn hơn một người mẹ. Hãy giải thích cho họ bằng lời nói hay gương mẫu. Đừng để họ thiếu sự ấm áp gia đình, trái lại còn tăng thêm chung quanh họ. Trong anh chị em có những người chịu đau khổ nơi thể xác sao? Họ phải là những người được yêu thương hơn cả. Hãy chịu khổ với họ. Hãy tìm cách hiểu tới cùng những đau đớn của họ. Hãy cho họ tham dự vào những kết quả của đời sống tông đồ để họ biết rằng chính họ hơn những người khác đã góp phần vào đó. Có những người qua đời sao? Anh chị em hãy tưởng tượng chính mình ở chỗ họ, phải làm tất cả những gì mình muốn người ta làm cho mình cho đến giây phút cuối cùng. Có những người vui mừng vì một thành công hay bất cứ vì một lý do nào sao? Hãy chia vui với người đó, để sự an ủi của người này không trở thành buồn rầu và tâm hồn không đóng kín, mà niềm vui trở thành của tất cả mọi người. Có người ra đi sao? Hãy để cho họ đi mà không quên đổ đầy tâm hồn với một di sản duy nhất là ý nghĩa của gia đình, để họ mang theo đến nơi họ đi. Non anteponete mai qualsiasi. Đừng bao giờ đặt bất cứ hoạt động nào tinh thần hay tông đồ trước tinh thần gia đình với những người anh chị em chung sống. Và nơi nào anh chị em đi để mang lý tưởng của Chúa Kitô, để mở rộng gia đình lớn là công trình Đức Maria, thì anh chị em không làm điều gì tốt hơn là tìm cách âm thầm khôn ngoan nhưng cương quyết tạo nên tinh thần gia đình. Đó là một tinh thần khiêm tốn, mong muốn điều tốt cho người khác, không tự cao. Tóm lại, đó là đức ái đích thực và hoàn toàn. Tóm lại, nếu tôi phải xa rời anh chị em cụ thể, tôi muốn để lại cho Chúa Giêsu trong chúng ta lặp lại với anh chị em. Anh chị em hãy yêu thương nhau để tất cả nên một.